Đô Đoàn Thị Đào, Thái Nguyên xin theo 12 đô. Mời trọng tài Nguyễn Văn Linh. Trận thi đấu giải ba nữ Tô Vũ Thị Kim Anh Bắc Giang, trang phục xanh nhất. Tô Đoàn Thị Đào Thái Nguyên trang phục đỏ, thêm hai đô vào sớm. Hiệp một bắt đầu. Thị Kim Anh, sau khi kết thời một thì điểm số của đô Kim Anh.
là thành đã thế trước cô đòn bà giải ba của không nữ không phân biệt hạng cân, chỉ có nhất nhì ba thôi. Bên sới đã nghỉ hai đô và trong sới thi đấu hiện tại trận đấu tiếp tục. Mời Đô Nghiêm Đình Thành và Đô Nguyễn Giản Dũng